Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Hán dịch Sa Môn Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Tập 24, Quyển 76, Phẩm và Pháp Giới thứ 39, Phần 17, 41 Ma Gia Phu Nhân, Hội Duyên vào Thật Tướng. Giảng giải: Ma Gia Phu Nhân thảy 11 người thấu rõ hội duyên vào thật tướng, nghĩa là duyên hội trước các vị khác biệt, khiến cho quy về một thật pháp giới, sinh nơi Phật quả, dùng thập địa nhân viên mới nhập vào đẳng giác, đi hết các nơi lý tột cùng, cho nên thiện tại đồng tử cầu kiến Ma Gia Phu Nhân chẳng dễ gì gặp được, do chủ thành thần, thần chúng thần, La Sát Quỷ Vương dẫn đường mới gặp được mẹ của Đức Phật. Đây là biểu thị ý nghĩa vị thắng tấn. Ma Gia là tiếng Phạn, dịch theo lối xưa là thiên hậu, dịch theo lối mới là huyễn thuật. Ngày sinh ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được 7 ngày, mạng chung sinh về cõi trời Đau Lợi, trời Tam Thập Tam. Đức Phật vì báo ân mẹ mà thăng lên cung trời Đau Lợi, vì mẹ nói kinh Địa Tạng. Bộ kinh điển này là hiếu kinh của Phật giáo, là kinh mọi người nên tụng. Trong kinh có những cảnh giới không thể nghĩ bàn. Lúc đó Bồ Tát đã đoạn 41 phần vô minh, vẫn còn một phần sinh tướng vô minh chưa đoạn, sắp chứng được quả vị diệu giác Phật. Công đức và trí huệ của Ngài gần tương đồng với diệu giác, nên gọi là đẳng giác Bồ Tát. Kinh văn: Bấy giờ thiện tài đồng tử một lòng muốn đi đến chỗ Ma Gia Phu Nhân, tức thời đắc được trí huệ quán cảnh giới Phật. Lúc đó thiện tài đồng tử từ giã cô gái Thích Ca Cù Ba rồi, một lòng nghĩ muốn đi đến chỗ Ma Gia Phu Nhân thành Ca Tỳ La, tức thời đắc được trí huệ quán cảnh giới Phật. Phàm là hết thảy cảnh giới của Phật, Ngài đều thấu rõ biết được, bèn nghĩ như vậy. Thiện tri thức này xa lìa thế gian, trụ nơi không chỗ trụ, vượt qua sáu xứ, lìa tất cả chấp trước, biết đạo vô ngại, đủ tịnh pháp thân, dùng nghiệp như huyễn mà hiện hóa thân, dùng trí như huyễn mà quán thế gian, dùng nguyện như huyễn mà giữ thân Phật. Thân tùy ý sinh, thân không sinh diệt, thân không đến đi, thân chẳng hư thật, thân chẳng biến hoại, thân không khởi tận, thân hết thảy tướng đều một tướng, thân lìa hai bên, thân không ý xứ, thân vô cùng tận, thân lìa các phân biệt như ảnh hiện, thân biết như mộng, thân rõ như tượng, thân như mặt trời, thân hóa hiện khắp trong mười phương, thân trụ nơi ba đời không biến đổi, thân chẳng thân tâm, như hư không, chỗ đi vô ngại, con mắt vượt các thế gian, chỉ con mắt thanh tịnh của Phổ Hiền mới thấy được. Thiện tài đồng tử bèn nghĩ như vậy: Nếu gần gũi được vị thiện tri thức này thật là may mắn, Ngài đã ra lìa pháp thế gian, trụ nơi không chỗ trụ, vượt qua sáu xứ, mắt tai mũi lưỡi thần ý, lìa khỏi tất cả sự chấp trước, con mắt không chấp vào sắc trần, tai chẳng chấp vào âm thanh, mũi chẳng chấp vào hương trần, lưỡi chẳng chấp vào vị trần, thân chẳng chấp vào xúc trần, ý niệm chẳng chấp vào pháp trần, lại biết đạo vô ngại, đầy đủ pháp thân thanh tịnh, dùng nghiệp như huyễn mà thị hiện hóa thân, dùng trí như huyễn mà quan sát thế gian, dùng nguyện như huyễn mà giữ gìn thân Phật. Đây là nói Ma Gia Phu Nhân chứng được môn giải thoát đại nguyện trí huyễn. Thiện tài đồng tử thấy 17 thứ sắc thân của Ma Gia Phu Nhân: một, thân tùy ý sinh, thứ thân này tùy ý niệm mà hiện ra; hai, thân không sinh diệt, thứ thân này chẳng sinh cũng chẳng diệt; ba, thân không đến đi, thứ thân này cũng chẳng đến cũng chẳng đi; bốn, thân chẳng hư thật, thứ thân này chẳng phải hư chẳng phải thật; năm, thân chẳng biến hoại, thứ thân này chẳng biến hoại xác thân chẳng biến hoại pháp tánh; sáu, thân không khởi tận, thứ thân này chẳng có bắt đầu chẳng có kết thúc; bảy, thân hết thảy tướng đều một tướng, thứ thân này một tướng xác thân vô tướng làm tướng; tám, thân lìa hai bên, thứ thân này lìa khỏi có không; chín, thân không ý xứ, thứ thân này không chỗ ỷ lại không chỗ chấp trước; 10. Thân vô cùng tận, sắc thân vô tận, tận bờ mé sinh tử của tất cả chúng sinh. 11. Thân lìa các phân biệt như ảnh hiện, sắc thân chẳng có phân biệt, tùy theo sự phân biệt của chúng sinh mà khởi, giống như thân hình sắc tùy thuận chúng sinh. 12. Thân biết như mộng, sắc thân giống như mộng tùy tâm hiện sinh. 13. Thân rõ như tượng, giống như tấm gương đối diện tượng sinh. 14. Thân như mặt trời, giống như mặt trời trong sáng chiếu khắp tất cả chẳng có phân biệt. 15. Thân hóa hiện khắp trong mười phương, sắc thân biến hóa tất cả tùy thuận tâm niệm của tất cả chúng sinh mà hiện tiền. 16. Thân trụ nơi ba đời không biến đổi, thân vĩnh trụ ba đời không biến hóa. 17. Thân chẳng thân tâm, thân chẳng phải thân tâm.
17 thứ thân này như hư không, chỗ đi vô ngại, con mắt vượt các thế gian, chỉ con mắt thanh tịnh của Phổ Hiền mới thấy được Ma Giao phu nhân hiện thân. Người như vậy, nay tôi làm sao mà được gần gũi hầu hạ cúng dường cùng ở với ngài, quán tướng mạo của ngài, nghe âm thanh của ngài, suy ngẫm lời nói của ngài, thọ nhận lời dạy của ngài. Thiện tài đồng tử nói, thiện tri thức như vậy, nay tôi làm sao mà được gần gũi hầu hạ cúng dường, làm sao ta với thiện tri thức cùng ở với nhau được, làm sao ta có thể quán tướng mạo của thiện tri thức, làm sao có thể nghe âm thanh của thiện tri thức, làm sao suy ngẫm lời nói của thiện tri thức, làm sao có thể thọ nhận lời dạy của thiện tri thức. Đây là ý nghĩa biểu thị khó gặp được thiện tri thức. Nghĩ như vậy rồi, bèn có chủ thành thần tên là Bảo Nhãn, có quyến thuộc vây quanh, hiện thân, ở trong hư không, có đủ thứ vật tốt đẹp dùng làm nghiêm sức, tay cầm vô lượng hoa báu nhiều màu rải lên trên thân thiện tài. Thiện tài đồng tử nghĩ như vậy rồi, bèn có chủ thành thần tên là Bảo Nhãn, có rất đông quyến thuộc vây quanh ngài tứ phía, ngài hiện thân ở trong hư không, có đủ thứ báu vật tốt đẹp dùng làm nghiêm sức, tay cầm vô lượng hoa báu nhiều màu rải lên trên thân thiện tài để cúng dường, nói như vậy. Thiện nam tử nên giữ gìn tâm thành, tức là không tham tất cả cảnh giới sinh tử, nên trang nghiêm tâm thành, tức là chuyên tâm hướng về cầu mười lực của Như Lai, nên tịnh trị tâm thành, tức là rốt ráo đoạn trừ tham sèn đố kỵ xiểm nịnh gian dối, nên mát mẻ tâm thành, tức là suy ngẫm thật tánh tất cả các pháp, nên tăng trưởng tâm thành, tức là thành biện tất cả pháp trợ đạo, nên nghiêm sức tâm thành, tức là tạo lập cung điện ca thiện giải thoát, nên chiếu sáng tâm thành, tức là vào khắp đạo tràng tất cả chư Phật, nghe thọ pháp bát nhã ba la mật, nên tăng ích tâm thành, tức là khắp nhiếp đạo phương tiện của tất cả chư Phật, nên kiên cố tâm thành, tức là luôn sinh tu tập hạnh nguyện Phổ Hiền, nên phòng hộ tâm thành, tức là thường chuyên ngăn ngừa bạn ác ma quân, nên dũng suốt tâm thành, tức là mở dẫn trí quang minh của tất cả chư Phật, nên khéo hốc bồi bổ tâm thành, tức là nghe thọ pháp của tất cả chư Phật nói. Chủ thành thần Bảo Nhãn nói với thiện tài đồng tử rằng, thiện nam tử, ngươi nên giữ gìn tâm thành, đừng có tham luyến tất cả cảnh giới sinh tử. Ngươi nên trang nghiêm tâm thành, phải chuyên tâm hướng về cầu mười lực của Phật. Ngươi nên tịnh trị tâm thành, phải triệt để đoạn trừ tham sèn đố kỵ xiểm nịnh gian dối, những hành vi không chánh đáng. Ngươi nên mát mẻ tâm thành, phải suy ngẫm đạo lý thật tánh của tất cả các pháp. Đừng có tư tưởng phiền não không thanh tịnh. Ngươi nên tăng trưởng tâm thành, phải thành biện tất cả pháp trợ đạo. Người nên nghiêm sức tâm thành, phải tạo lập cung điện các thiền giải thoát. Người nên chiếu sáng tâm thành, phải vào khắp đạo tràng của tất cả chư Phật, lắng nghe nhiếp thọ pháp bát nhã ba la mật. Người nên tăng ích tâm thành, phải khắp nhiếp đạo phương tiện thiện xảo của tất cả chư Phật. Người nên kiên cố tâm thành, phải luôn luôn thường xuyên tu tập hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Người nên phòng hộ tâm thành, phải thường xuyên chuyên tâm ngăn ngừa bạn ác và ma quân xâm lược. Người nên dũng suốt tâm thành, do đó có câu tâm bao thái hư lượng chu xa giới, phải mở dẫn trí huệ quang minh của tất cả chư Phật. Người nên khéo bồi bổ tâm thành, phải nghe thọ pháp của tất cả chư Phật nói. 12 môn này nói rõ hạnh 10 độ, ý nghĩa hiển rõ đều là pháp môn thành Phật. Tâm thành là gì? Tâm này là chỗ ở của chánh giác pháp vương, chỗ tụ hội của vạn đức, thành Phật không ra khỏi tâm này. Cho nên giữ gìn làm diệu hạnh, dùng 10 độ để tu đến thập địa, nên phụ trợ tâm thành, tức là tin sâu biển công đức của tất cả chư Phật, nên rộng lớn tâm thành, tức là đại từ khắp cùng tất cả thế gian, nên khéo che tâm thành, tức là tích tập các pháp lành dùng che phía trên tâm, nên rộng rãi tâm thành, tức là đại bi thương xót tất cả chúng sinh, nên mở cửa tâm thành, tức là đều xả bỏ hết thảy, tùy chỗ đáng được bố thí cấp cho, nên mật hộ tâm thành, tức là phòng các ác dục, đừng để cho vào được, nên nghiêm túc tâm thành, tức là đuổi các pháp ác, đừng để nó ở trong tâm, nên quyết định tâm thành, tức là tập nhất thiết trí pháp trợ đạo luôn không thối chuyển, nên an lập tâm thành, tức là chánh niệm hết thảy cảnh giới của tất cả chư Phật ba đời, nên sáng bóng tâm thành, tức là thấu rõ thông đạt hết thảy pháp môn đủ thứ duyên khởi trong chánh pháp luân tu đa la của tất cả chư Phật, nên bộ phận tâm thành, tức là bảo khắp cho tất cả chúng sinh biết rõ, đều khiến cho họ được thấy đạo nhất thiết trí. Người nên phụ trợ tâm thành, phải tin sâu biển công đức của tất cả chư Phật, đừng có hoài nghi. Người nên rộng lớn tâm thành, phải có tâm đại từ khắp cùng tất cả chúng sinh thế gian. Người nên khéo che tâm thành, phải tích tập các pháp lành, dùng che phía trên tâm. Người nên rộng rãi tâm thành,
phải có tâm đại bi thương xót tất cả chúng sinh. Người nên mở cửa tâm thành, phải bố thí pháp tài. Phàm là có người đến cầu xin, nên làm hết khả năng, tùy chỗ đáng được bố thí cấp cho họ. Người nên mật hộ tâm thành, phải nghiêm phòng tất cả dục niệm, không như pháp, đừng để cho nó vào được trong tâm thành của nhà ngươi. Người nên nghiêm túc tâm thành, phải đuổi các pháp ác ra ngoài, đừng để nó ở trong tâm thành của nhà ngươi. Người nên quyết định tâm thành, phải tích tập nhất thiết trí pháp trợ đạo, luôn không thối chuyển tâm bồ đề. Người nên an lập tâm thành, phải chánh niệm hết thảy cảnh giới của tất cả chư Phật ba đời. Người nên sáng bóng tâm thành, phải thấu rõ thông đạt hết thảy pháp môn đủ thứ duyên khởi trong chánh pháp luân tu đa la của tất cả chư Phật. Người nên bộ phận tâm thành, phải bảo khắp cho tất cả chúng sinh biết rõ, đều khiến cho họ được thấy đạo nhất thiết trí. 11 môn này nói rõ 10 thứ thắng hạnh của thập địa: 1 tín, 2 từ, 3 kiên cố, 4 bi, 5 xả, 6, 7 đều tạm quý, nghĩa là không dùng ác, 8 không mệt mỏi, 9 nói là làm, 10 biết các kinh luận, 11 tức thành tựu thế trí, nên có thể bảo khắp cho chúng sinh biết. Nên trụ trì tâm thành, tức là phát các biển đại nguyện của tất cả chư Phật ba đời. Nên phú quý tâm thành, tức là tích tập chứa nhóm đại phước đức khắp cùng tất cả pháp giới, nên khiến cho tâm thành thấu rõ, tức là khắp biết pháp, căn tánh dục niệm của chúng sinh, nên khiến cho tâm thành tự tại, tức là khắp nhiếp tất cả mười phương pháp giới, nên khiến cho tâm thành thanh tịnh, tức là chánh niệm tất cả chư Phật Như Lai, nên biết tự tánh tâm thành, tức là biết tất cả pháp đều không có tự tánh, nên biết tâm thành như huyễn, tức là dùng nhất thiết trí thấu rõ tánh các pháp. Người nên trụ trì tâm thành, phải phát các biển đại nguyện của tất cả chư Phật ba đời. Người nên phú quý tâm thành, phải tích tập chứa nhóm đại phước đức khắp cùng tất cả pháp giới. Người nên khiến cho tâm thành thấu rõ, phải khắp biết pháp căn tánh và dục niệm của tất cả chúng sinh. Người nên khiến cho tâm thành tự tại, phải khắp nhất tất cả chúng sinh mười phương pháp giới. Người nên khiến cho tâm thành thanh tịnh, phải chánh niệm tất cả chư Phật Như Lai. Người nên biết tự tánh tâm thành, phải biết tất cả pháp đều không có tự tánh. Người nên biết tâm thành như huyễn, phải dùng nhất thiết trí huệ thấu rõ tự tánh các pháp. 7 môn này là rõ phước trí viên mãn, 2 môn đầu tiên là phước, 5 môn sau là trí, 3 môn trước của trí là quyền, 2 môn sau là thật. Chúng ta nghe xong 33 pháp tâm thành này có cảm tưởng gì không? Nghe kinh phải y theo pháp tu hành, cùng hành thực tiễn mới đắc được lợi ích của pháp. Nếu nghe rồi mà như gió thoảng qua tai chẳng thực hành thì chẳng có lợi ích gì hết. Do đó có câu, nói hay nói giỏi mà chẳng thực hành thì chẳng phải là đạo. Đây là nói về kinh nghiệm, có thể nói là lời vàng ngọc. Phật tử, nếu Đại Bồ Tát tịnh tu tâm thành như vậy thì sẽ tích tập được tất cả pháp lành. Tại sao? Vì trừ bỏ được tất cả các chướng nạn. Đó là nạn thấy Phật, nạn nghe pháp, nạn cúng dường Như Lai, nạn nhiếp các chúng sinh, nạn tịnh cõi Phật. Thiện nam tử, Đại Bồ Tát nhờ lìa các chướng nạn như vậy, nếu phát tâm cầu thiện tri thức thì chẳng dụng công sức liền sẽ được thấy cho đến chốt giáo tất cả, tất sẽ thành Phật. Chủ thành thần Bảo Nhãn nói, Phật tử, nếu Đại Bồ Tát thanh tịnh tu hành tâm thành như vậy thì sẽ tích tập được tất cả pháp lành. Tại sao vậy? Vì trừ bỏ được tất cả các chướng nạn. Đó là trừ bỏ chướng nạn thấy Phật, chướng nạn nghe pháp, chướng nạn cúng dường chư Phật, chứng nạn nhiếp thọ các chúng sinh, chứng nạn thanh tịnh cõi nước chư Phật. Thiện nam tử, Đại Bồ Tát nhờ lìa tất cả các chứng nạn như vậy, nếu phát tâm cầu thiện tri thức thì chẳng phí dụng công sức quá nhiều, liền sẽ thấy được thiện tri thức cho đến chốt giáo chắc chắn sẽ thành Phật. Bấy giờ có thân chúng thần tên là Liên Hoa Pháp Đức và Diệu Hoa Quang Minh, vô lượng các thần vây quanh trước sau ra khỏi đạo tràng, trụ ở trong hư không ở trước thiện tài, dùng âm thanh vi diệu khen ngợi Ma Gia Phu Nhân. Từ bông tai của Ma Gia Phu Nhân phóng ra vô lượng lưới quang minh sắc tướng chiếu khắp vô biên thế giới chư Phật, khiến cho thiện tài thấy tất cả chư Phật mười phương cõi nước. Lưới quang minh đó nhiễu bên phải thế gian một vòng, rồi sau đó trở về nhập vào đỉnh đầu của thiện tài, cho đến vào khắp các lỗ chân lông trên thân. Lúc bấy giờ có thân chúng thần tên là Liên Hoa Pháp Đức và Diệu Hoa Quang Minh, có vô lượng các thần vây quanh trước sau ra khỏi đạo tràng, trụ ở trong hư không ở trước mặt thiện tài đồng tử, dùng âm thanh vi diệu tán thán khen ngợi Ma Gia Phu Nhân. Từ bông tai của Ma Gia Phu Nhân phóng ra vô lượng đới quang minh sắc tướng chiếu khắp mười phương vô biên thế giới chư Phật, khiến cho thiện tài đồng tử thấy được tất cả chư Phật trong mười phương cõi nước. Đới quang minh đó nhiễu bên phải thế gian một vòng, rồi sau đó trở về nhập vào đỉnh đầu của thiện tài,
cho đến vào khắp các lỗ chân lông trên thân của thiện tài đồng tử. Cảnh giới này khiến cho thiện tài đồng tử đắc được 10 thứ pháp ích của mắt. Thiện tài lập tức đắc được mắt quang minh thanh tịnh nên vĩnh viễn lìa tất cả tối ngu si, lìa được màng mắt nên thấu rõ tánh của tất cả chúng sinh, lìa được mắt dơ bẩn nên quan sát được tất cả môn pháp tánh, đắc được mắt huệ thanh tịnh nên quan sát được tánh tất cả cõi Phật, đắc được mắt tỷ lô giá na nên thấy pháp thân của Phật, đắc được mắt phổ quang minh nên thấy thân Phật bình đẳng không nghĩ bàn, đắc được mắt quang minh vô ngại nên quan sát được tất cả biển cõi thành hoại, đắc được mắt chiếu khắp nên thấy được mười phương chư Phật, khởi đại phương tiện chuyển bánh xe chánh pháp, đắc được mắt khắp pháp giới nên thấy được vô lượng chư Phật, dùng sức tự tại điều phục chúng sinh, đắc được mắt thấy khắp nên thấy được tất cả cõi chư Phật xuất hiện ra đời. Lúc đó thiện tài đồng tử lập tức đắc được mười mắt. Một, đắc được mắt quang minh thanh tịnh nên vĩnh viễn lìa tất cả đen tối ngu si. Hai, lìa được màng mắt nên thấu rõ được tự tánh của tất cả chúng sinh. Ba, lìa được mắt dơ bẩn nên quan sát được tất cả môn pháp tánh. Bốn, đắc được mắt huệ thanh tịnh nên quan sát được tự tánh tất cả cõi nước chư Phật. Năm, đắc được mắt tỷ lô giá na nên thấy được pháp thân của tất cả chư Phật. Sáu, đắc được mắt phổ quang minh nên thấy được pháp thân Phật bình đẳng không nghĩ bàn. Bảy, đắc được mắt quang minh vô ngại nên quan sát được quá trình thành trụ hoại không, bốn trung kiếp tất cả biển cõi. Tám, đắc được mắt chiếu khắp nên thấy được mười phương chư Phật dùng đại phương tiện, đại biện tài, đại trí huệ, đại thần thông chuyển bánh xe chánh pháp. Chín, đắc được mắt khắp pháp giới nên thấy được vô lượng chư Phật dùng sức tự tại để điều phục tất cả chúng sinh. Mười, đắc được mắt thấy khắp nên thấy được tất cả cõi có tất cả chư Phật xuất hiện ra đời. Tại sao chúng ta chẳng thấy được Phật? Vì nghiệp chướng sâu nặng, bị nghiệp chướng che đậy, cho nên chẳng thấy được Phật, chẳng nghe pháp, chẳng gặp tăng. Nghiệp chướng cản trở chướng ngại, bạn không thể gần gũi được Tam Bảo, không thể phụng sự Tam Bảo, không thể cúng dường Tam Bảo. Vốn muốn ở trong đạo tràng tinh tấn tu hành, nhưng có sự chướng ngại, không thể thu phục được vọng niệm, tâm viên ý mã, lúc nào cũng cứ nghĩ hay là hoàn tục trở lại đời sống thế tục, vừa hưởng thụ vừa khoái lạc, lại đi vào nhà lửa bao cõi, thọ các khổ thiêu đốt. Đây là lối nghĩ hồ đồ, chỉ bất quá khoái lạc nhất thời mà mất đi khoái lạc vĩnh cửu. Chẳng phải chư Phật không cho bạn thấy được các ngài, mà là do nghiệp chướng của bạn che đậy. Bạn muốn thấy Phật chăng thì phải tiêu trừ nghiệp chướng. Tiêu trừ như thế nào? Trước hết phải phát tâm bồ đề, phải nghe kinh, nghe pháp, phải tham thiện trì giới, phải cứu giúp chúng sinh khốn khổ, phải trợ giúp đạo tràng làm việc. Tóm lại phải hy sinh vì Phật giáo, không cầu danh, không cầu lợi, không có bất cứ xí đồ gì, tức là phát tâm bồ đề. Bây giờ có La Sát Quỷ Vương thủ hộ Bồ Tát Pháp Đường tên là Thiện Nhãn, cùng với quyến thuộc một vạn La Sát cùng tụ hội ở trong hư không, dùng các hoa đẹp giả lên trên thiện tài nói như vậy: Thiện nam tử, Bồ Tát thành tựu mười pháp sẽ được gần gũi các thiện tri thức. Những gì là mười pháp? Đó là tâm thanh tịnh, lìa các xiềng định gian dối, đại bi bình đẳng nhiếp khắp chúng sinh, biết các chúng sinh không có chân thật, hướng về nhất thiết trí, tâm không thối chuyển, dùng sức tiên hiểu vào khắp đạo tràng tất cả chư Phật, đắc được mắt huệ thanh tịnh, thấu rõ tánh các pháp, đại từ bình đẳng che khắp chúng sinh, dùng trí huệ quang minh chiếu thấu những vọng cảnh, dùng mưa cam lồ dưới nóng sinh tử, dùng mắt rộng lớn soi suốt các pháp, tầm thường tùy thuận các thiện trị thức, đó là mười. Lúc đó có vị La Sát Quỷ Vương thủ hộ Bồ Tát Pháp Đường tên là Thiện Nhãn, cùng với quyến thuộc một vạn La Sát cùng tụ hội ở trong hư không, dùng các thứ hoa đẹp giả lên trên đầu thiện tài đồng tử, biểu thị sự cúng dường rồi nói như vậy: Thiện nam tử, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì sẽ được gần gũi các thiện tri thức. Những gì là mười pháp? Đó là một, tâm rất thanh tịnh, lìa khỏi các hành vi xiểm định và gian dối. Hai, dùng tâm đại bi bình đẳng để nhiếp khắp tất cả chúng sinh. Ba, biết tất cả chúng sinh không có chân thật, tất cả đều là hư vọng. Cho dù giáo hóa chúng sinh cũng chẳng phải chân thật. Bất quá tuy ở trong hư vọng, nhưng nếu là một cách chân thật thì cũng là chân thật. Bốn, hướng về nhất thiết trí, bất cứ lúc nào cũng không thối chuyển bồ đề tâm. Năm, dùng sức tin hiểu vào khắp đạo tràng tất cả chư Phật. 6. Đắc được mắt trí huệ thanh tịnh, thấu rõ tự tánh tất cả các pháp. 7. Dùng tâm đại bi bình đẳng để che khắp tất cả chúng sinh. 8. Dùng trí huệ quang minh chiếu thấu tất cả những cảnh giới vọng. 9. Dùng mưa pháp cam lồ dưới tát nóng sinh tử. 10. Dùng mắt huệ rộng lớn soi suốt thật tướng tất cả các pháp. 11. Tâm thường tùy thuận sự giáo hóa của tất cả các thiện tri thức,
Tức cũng là phải nghe lời dạy của thiện tri thức, không thể trái nghịch ý của thiện tri thức. Chúng ta tu đạo nhất định phải đi các nơi học hỏi với các vị thiện tri thức. Nếu không đi học hỏi thì giống như tượng Phật chưa có khai quang, giống như người mù. Khi gần gũi thiện tri thức, nhất định phải tùy thuận thiện tri thức. Nếu không tùy thuận thiện tri thức, tức là thấy có cái ta, như vậy thì dù thiện tri thức có lòng tốt giảng giải chân lý như thế nào, bạn cũng đều không nghe. Nếu cái ta và cái thấy của ta không bỏ được, thì làm sao có thể gần gũi thiện tri thức? Dù miễn cưỡng gần gũi thì cũng giống như chẳng gần gũi. Dù hàng ngày đối diện với thiện tri thức mà chẳng tùy thuận sự giáo hóa của thiện tri thức, thì giống như cách xa thiện tri thức 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu bạn hay tùy thuận sự giáo hóa của thiện tri thức, thì sẽ phá trừ được sự tham sèn, đố kỵ, kiêu ngạo, xiềm nịnh, vô minh, phiền não, nói dối, vân vân, đủ thứ hành vi không tốt của chính mình. Nếu như chân tâm thành ý, nghe thọ sự giáo hóa của thiện tri thức, thì đó mới là thật sự gần gũi thiện tri thức. Mười pháp vừa nói ở trên là mười pháp Bồ Tát thành tựu. Nếu thực hành mười pháp này, thì sẽ thường được gần gũi thiện tri thức. Nếu không thực hành mười pháp này, thì tuy đối diện với thiện tri thức, cũng giống như chẳng gặp được thiện tri thức. Do đó có câu đối diện bất thức Quán Thế Âm, nghĩa là gặp mà chẳng nhận ra Bồ Tát Quán Thế Âm.